Ok, rất vui gặp lại anh em qua một cái màn ảnh nhỏ của kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem một cái video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiết gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải nghiệm của mình nha. Hôm nay thì mình vào trong đây để mình đi một cái sự kiện đó là Gai On một cái sự kiện mà mình đã gian dở lúc trước mình làm một clip đâu đó tầm khoảng là 6-7 phút gì đó Thì mình đã chuyển 7749 server không server nào đi được Tại vì ngay thời điểm đó nó đang hot anh em Hiện tại thì mình đang đi với một cái cây là BT4 nha Cho cái con sum nó mặn gì nó mặn Cùng mình lại mình mặn cây cửa nha anh em Hôm nay mình vào trong đây mình đi gai on với cái giá là vé thường nha Thì đâu đó cái vé thường anh em nói là nó không có được cái gì hết Nó chỉ ra những cái viên ngọc phổ thông thôi Còn cái vé gai on whip thì nó mới có ra những cái ngọc cấp cao Nhưng mà mình đi hên xui làm cho có clip anh em à Hôm nay mình sẽ vào trong đây mình ngủ nguyên một cái tem của mình đi Mà mấy ông kia không biết có đi không Mình chỉ con sum hai người đi thôi Con sum nó đang đánh vòng vòng mấy con lính nhỏ nha Còn mình này ở cửa mình dặm Và các anh em lưu ý nè Thì các anh em vào trong đây nha chưa có gì trên các em đừng có phá cổng nha à. cho nên nó phật lên cái bảng thời gian màu xanh thì các em không phá cổng còn cái bảng thời gian màu đỏ các em phá cổng là coi như các em đã vứt và tỷ lệ gai on á, thì nó đi cho mình là nếu mà 10 giá thì các em phải lỗi tầm là 4 giá hoặc là 5 giá còn không á, thì các em sẽ lỗi hoài luôn nhiều khi tới cái con bot nó cũng vẫn lỗi bình thường thì đa phần thì các em sẽ nói là 64 còn theo mình thấy á, là mới vào á, là mình chưa thấy lỗi làm gì hết xem là đi một lát nữa nó có lỗi gì không nha hiện tại thì đã gom được hết cái bọn quái rồi con sum nó làm ăn lời mời quá anh em thì bây giờ lại đây để mà mình phá cái cổng tiếp nha đã phá xong thành công rồi anh em ơi con sung nó lại nó phụ một tay thì nó sẽ nhanh hơn một phần nào con ghép của mình nó thì mình cộng thiên vào bên hp thì cái con ghép về cái em đã biết rồi cái đam của nó thì cực kỳ bé chỉ có con sung thì đam nó to thôi còn con gà mà chỉ đi làm bao cát chơi với cái đam mê nên các anh em chơi nó rất là tự nhiên thoải mái tiếp theo là mình sẽ phá một cái cổng thứ hai cái cổng thứ hai này là nó không có quái không có gì hết anh em chỉ cần là chạy xiết lại cái cổng thứ hai để mình phá quái được rồi không phải như cái cổng một cái cổng một thì chúng ta phải phá quái nha cổng một chúng ta phải là giết quái rồi đi qua cổng còn cái cổng hai này là không có rồi theo tình hình à vô được anh em và hiện tại thì gọi luôn anh em mà vừa nói không bị gì hết thì nó lan luôn đây là một cái hiện trạng lan mà anh em đã chia sẻ rất là nhiều luôn thì vào trong đây nó sẽ mở cửa sẵn nhưng mà vào không có được anh em à nè mà ở đây mình cho anh em xem nha không vào được chừng nào mà nó còn cánh cổng bình thường thì qua một cái thời gian xanh anh em chúng ta mới phá cổng được thì mình sẽ ở hết thời gian cho anh em xem còn mới vô mà nó mất tiêu cánh cổng như gì thôi cỡ, cỡ như cái giá của anh em là vứt và hiện tại cái giá gai on whip bây giờ á cái anh em mua ở trên một cái shop nó chỉ giá nó rất là cao còn nếu mà sang tay với nhau lại á thì anh em người ta bán đâu 600 gì đó thì cái đó là cũng hên xui anh em người ta nói whip thì nó ít lỗi hơn còn cái thường thì nó hay lỗi lầm rồi trước mắt thì mình thấy cái vé này cái như là mình vứt rồi đó anh em à còn vài giây nữa là xem nó có phục cái cánh cổng ra không Nó không có phục, không có gì hết anh em Đấy còn một giây bước qua cái dây này chính thức nè Rồi cả như là mình không farm được Mình không ra được và mình không có hạ quá được luôn Đây là một cái lỗi thường gặp nhất Là lỗi phá cổng mà anh em đã rất là phản ánh về AD Nhưng mà AD người ta nói là người ta sẽ Fit lại cái gai on Và người ta không khuyến khích anh em đi Nếu đi mắc giá thì người ta sẽ không đền lúc trước ở một cái giai đoạn hot nếu mà mắc giá thì người ta sẽ đền lại cho anh em còn bây giờ mắc giá là không có cửa đền đâu anh em nên người ta đã nói là đi thì tự chịu chứ người ta không có bồi thường đâu cỡ như cái giá này là mình sẽ nhát nha anh em mình sẽ ở đây cho anh em xem mình sẽ tua cho nó hết thời gian cho anh em xem là không thể đi được luôn và khúc này thì mình sẽ tua nhanh nha anh em chờ trong giây lát và mình đã xé nháp hết một giá nha anh em. và không phải một giá đâu cái giá này là cái giá thứ tư đây ba giá kỳ gọi là không được và cái giá này là cái giá cuối cùng của một cái tem của mình sẽ đi đầy đủ vào một cái dịp đó là khi sắp sửa ăn thỏ nha thì đây là sẽ đi đủ bốn thành viên năm thành viên anh em à thì mỗi một giá thì sẽ đi qua một cửa anh em có cái giấy kia thì mình đi vào trong được cái cửa mà mình bị lan á rồi vô tới cái cửa song sắt kia không quánh được hạ con boss xong rồi không có mở được cửa luôn thì hiện tại bây giờ đang đợi thời gian còn 25 giây nữa là sẽ phá cổng này qua cổng này là một cái cổng cuối cùng để mà mình gặp mặt được con boss hy vọng là cái con boss nó không có tóc biến nó không có te le gì hết anh em nhiều khi mà cái anh em đi cái giấy whip á farm cái con bot gần hết máu rồi tự nhiên con bot mất tiêu, rồi cay chưa, tức chưa? Thì xem là một cái vé thường, gai on thường sẽ cho chúng ta được cái viên ngọc gì, quà đồ gì ngay tại cái video này đi. Và ngay tại cái video này xem là cái con boss của mình nó sẽ như thế nào, cho chúng ta được cái gỗ hay là được cái thau gì không nha anh em. Tiến vào trong đây, năm người á thì mình farm với một cái vận tốc rất là nhanh. Anh em thấy nè, khi mở vào trong đây không có con bot như ở bên giấy web anh em ạ à. những con bot bên giấy web thì mình thấy những con bot nó khí thế lắm cao to dũng mạnh lắm còn con bot bên giá thường này sao nó cùi bắp dữ vậy anh em anh em nào mà có đi cái giấy web rồi thì hãy mạnh dạng comment góp ý cho cái video càng ngày càng phát triển anh em xem là cái con bot này cho chúng ta được cái gì trong vòng 9 phút để hạ một con bot nhưng mà mình thấy không cần đâu nè tại vì ở đây là tới năm người đam lặng con bot nó gần hẹo rồi không có cần đợi 9 phút đâu thì như vậy là nó cũng cực kỳ nhanh thôi tại vì sắp sửa đi nhưng mà mình test đặng mình cố tình mình làm một cái clip gai on đi tới một cái bot luôn là được bao nhiêu giá thì hiện giờ mình gặp được con bot là mình đã tiêu tốn bốn giá và trong đó là mình sẽ có những cái món đồ ad nào và lụm được một ếch nha anh em một cái áo nhân sư và được một ếch cực kỳ ngon anh em à. đi cho bốn năm giá rồi nhận lại được hai món đồ như cái quần đùi nhưng mà không sao có đỡ hơn không nha anh em và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau. Bye on của mấy ông đó nha.